Hello, Mỹ Phú Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại kho xe mô tô của anh Phong nè, ở địa chỉ là số 5, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Hôm nay thì có rất là nhiều xe luôn, xe về hôm nay là chặt cứng luôn nha, anh chị các bạn mình nè. Đó, thì hôm nay sẽ như là báo giá chi tiết xe cho anh chị mình xem ha. Nếu mà có nhu cầu quan tâm muốn mua thì mình cứ liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn cách mua xe nha, anh chị các bạn mình ha. Mùa này thì cũng có như là ship xe nè, hỗ trợ trả góp. Đó, bình thường nha anh chị các bạn mình. Đây sẽ gặp Bảo. À, chào anh em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đó, số lượng xe rất là nhiều. Này khách đang xem. Thì đây đầu tiên thì mình xem cái ngoài này, con này trước Ducati anh. Con này biển số của Sài Gòn luôn nè anh chị các bạn. Dạ. Con này có 110 thôi nha anh em. Giá cho anh em là 110 triệu mà giảm 100 triệu còn 10 triệu nha. Con đầu tiên. Con này 10 triệu không? 10 triệu anh. Đấy, có thùng có đồ có cản đồ đầy đủ hết nha. 10 triệu, biển Xin nhắn số trước sau được Sài chưa? Gòn nè. Đấy. Con này bển mới rửa xong mà chạy về bên đây nè, chị các bạn. Cặp càng ta thắng ta cô muốn đồ chơi. Xin nhắn trước sau được chơi. Cúp Rồi. trong độ. Rồi vô bên trong đây mình xem hàng này, hàng giữa này trước đây bạn. Hàng giữa đúng không? Rồi. Legan 150 đời 220 luôn nha anh em, đời mới nha, đời cao. Giá con giá rất là mềm luôn. 35 triệu 900 ngàn, đời 220 nha. Xe như mới, gần như mới. Trăm năm mươi lốp xe là gì các bạn mình hen, rất là dày luôn, còn mới tinh luôn. Rồi giá thì bảo báo gọi không? Dạ, con này 35 triệu 900 ngàn anh. Rồi, cái bên đây con, là con này bán. Con này bán rồi dạ, bán. Rồi, rồi bên trong. Bentley 251. Bentley 251 này con này đời 29 nha, đời cũng cao lắm nha anh em. Giá là 35 triệu 900 ngàn. Bằng con kia luôn. Phần khói là 250 phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Máy còn sáng trưng luôn. Ô xe này đi, khỏi bằng rồi. Mới từ đầu đến đuôi. Đấy. Chiếc chồng là FZ hay không? FZ trong á, con có hai mấy triệu thôi. 26 triệu. Đấy. 26 triệu tròn cho anh em luôn. 26 triệu có FZ chạy. FZ. À, hãng Yamaha 26 triệu thôi nha các bạn mình ơi. Rồi tiếp theo thì bên trong đây là có con Kawasaki 250 luôn. Con này 250. Dạ, Kawasaki 250 hai máy nha anh em. Đấy. Con này giá cũng là 35 triệu 9 cho anh em luôn. Con này nó lên độ lên cảm thấy nó gọn. Con này lắm. Nói chung là độ nhiều thứ lắm. Độ ghi đông rồi độ đuôi. Đó. Con này nói chung là nổ nổ gấp mà hay nha anh em. Con này thì các bạn anh chị mình cũng đã thấy cái vô nè. Nó nổ ghê lắm rồi. Nổ cái này là dữ luôn, cho nên ở trong đây không thể nào nổ được. Nhà có trẻ con. Có nhỏ đang ngủ. Rồi các bạn mình thông cảm ha. Con này như đổ dán cà phê thôi. Dạ đúng anh, đổ cà phê. Con này đổ nhìn cũng đẹp lắm, rộng lớn. Cho nên anh em nào mà mét rưỡi mét sáu là ngồi vô tư luôn nè. Con này giá nãy báo nhiêu? 35 triệu 900 ngàn. Đấy, 250 nha anh em. Rồi tới CBG Thái con này đời 22, giá cho nên là 36 triệu 900 ngàn nha. Dàn áo liền lạc cứng cáp nha. Rồi Honda CBR 150 nhập khẩu Thái nha chị các bạn mình. Rồi tiếp theo bên trong Mazda X màu xanh, xanh trắng, đời 2018, giá cho anh em là 30 triệu 900 ngàn. Đấy, con này đã sơn mâm lại rồi nha anh em. Đó, sơn mâm kéo gấp, nói chung là độ xuyên xương rồi. Thay ghi đông. Đó. Vậy thôi, 30 triệu 900 ngàn. Rồi còn cái bên là G15 V1. Đấy,
G15V1 thì con này là giá cho anh em là 30.900.000. Dàn áo rất là liền lạc nha. Xe V1 nhưng mà dàn áo rất là cứng cáp, không bể không gì hết nha. Đó, bộ độ Argo. Rồi, tiếp theo rồi, tiếp là Benelli 150 màu đỏ, con này là giá cho anh em là 19.900.000. Xe này máy thì thầm một đời chủ, thì thầm một xưng luôn. Rồi chiếc trong luôn ơi. Rồi chiếc trong này TFS Thái, con này giá cho anh em là 25.900.000 nha. Đấy. Con này sao mà còn ở đây lâu thế? Không có bạn nào mà. Tại vì nói chung là mình cũng báo thẳng luôn là con này nó có làm đầu rồi, rước đầu làm đầu, máy thì chưa gạ. Gắn cản là full thùng luôn nè. Đúng rồi, cản 3 thùng. Rồi ok ha. Tới con này viên FX 125. Đấy. Con này là 25.900.000 nha. Con này máy bao zin cho anh em luôn nha. Đấy, tụ zin còn rất là nhiều. FX 125 25.900. Rồi. Đây mình sẽ đi hàng này luôn đi bảo. Hàng này xong rồi qua bên hàng bên kia nha. Các bạn anh chị mà chịu khó mình xem hết video nha anh chị. Rồi, quay bắt đầu từ con beo đi anh. Beo à? Rồi, con gì beo này? Con gì beo đầu tiên 125 màu đỏ, con này giá rất là mềm cho anh em là 20.900.000. Nha. 125. Dàn áo còn sơn còn bóng lắm nha anh. Áo xi đồ còn đẹp. Kính zin còn luôn. Đấy. Beo bên mình hiện tại là chỉ còn 125 hết nha anh em. Rồi, tới con màu đen. Con màu đen này thì giá cho anh em là 29.900.000, 125 luôn nha. Rồi, beo này là beo được nhập khẩu từ Trung Quốc nha chị các bạn mình nha. Tất cả beo này là Trung Quốc hết nha anh em. Beo beo mà lốc USA là Trung Quốc hết nha. Rồi. Đây. Tới con này, thì nó hơi cọp tí. Đấy, con beo này hơi cập tí, đi mới có 8.000 cây thôi. Xe chạy rất là sướng nha. Số nhẹ kìa, côn nhẹ. Giá cho anh em là 35.900.000. Đấy. 35.900. Dạ, bao cập luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Con này thì này rẻ hơn, nhưng mà cũng còn rất là đẹp ha. Con này giá cho anh em là 29.900.000. Đó, đi beo 125. Su. Rồi. Em này. Su em 150. Con này giá cho anh em là 31.900.000. Đấy. Có cái thùng rất là to nha. Quay cho anh em coi cái thùng anh mày. Ủa, thùng to giả màng. Thùng là để đồ là vô tư luôn á. Thùng đó là đựng cả thế giới luôn nha anh em. Rồi. Có này chở sáng nữa nè. Đúng rồi. Rồi, cái bên luôn. Beo. Cũng là ghi beo 125. Giá cho anh em cũng là 29.900.000. Đấy. Beo đợt này bên mình còn rất là nhiều nha anh em. Mấy anh mấy chú ra hồ lựa. Đủ loại đủ đời. Thậm chí Lexus, dòng Lexus mà mẫu khác cũng có. Con GZ 125 này vừa mới bán luôn. Bán rồi. Con này bán rồi. Rồi, quay qua con này luôn anh em. GZ 150 đời 2019. Giá cho anh em là 52.900.000. Xe lên can, đẹp lên can. Dàn xi còn bóng lót. Đấy. Nói chung con này không cần gì phải bàn nữa. Đẹp ha. Rồi. Con này Honda Shadow. Shadow này con này giá cho anh em là 30.900.000 nha. Con này máy im lắm. Anh em này chơi gần Shadow thì chắc biết mấy máy này. Chắc là im. Im vu. Shadow Honda. Rồi 30.900.000 nha anh em. Rồi tới con Kawasaki Boss. Con này thì giá cho anh em là 45.900.000. Con này đời 2008 nha anh em. Con này phân khói 125 hả bạn? 150 anh.
150. Dạ. Rồi. Hôm nay cứ báo giá lộn, cứ báo CC lộn cho anh em 25, thật ra là 150. Nè, rồi. KBL, con này thì đời 2016, giá cho anh em con là 16.900.000 ha. 150 nha anh em. Xe này xe Trung Quốc. Con này 150 luôn hả? Dạ, 150. Rồi. 16.900.000. Đó. Đỏ nhám nha anh em. Rồi. Hyosung 250. Đấy. Giá cho anh em con này là 59.900.000. Chính hãng Hàn Quốc nha anh em, Hyosung. Hai máy, máy V. Con này đậu ngoài nhìn đẹp lắm, ngầu lòi luôn. Rồi, tiếp theo bên ngoài này, con này bà bán à, con này cũng có bán luôn, nhưng mà anh em nào thích thì tới thương lượng. Thương lượng giá sau ha. Con này anh chủ mua về chạy chơi đó, ai bán thì ai thích thì bán luôn. Đó là Bel Mỹ nha anh em. Con này Rebel. À, Bel 250, Bel Mỹ hai máy. Bel này đúng là Bel Mỹ, lốc Honda nha anh em. Còn lốc USA là Bel Tàu hết. Rồi. Rồi, chỉ sang hàng bên đây. Bentley 150 màu đen. Con này giá rất là mềm cho anh em. 17.900.000. Đấy. Mười bảy triệu chín à. Rồi bên đây là con Suzuki bảo GTX bằng S. GTX bằng S con này đang giảm rất là sâu nha anh em. Con này như còn có 32 triệu thôi anh em à. Đấy. Bị số 66 nha anh em. GTX bằng S mà có 32 triệu anh em. Thế mà không mà anh nào ghen bé nó hết. Đấy. Con này thì cũng lâu rồi, anh em xem kênh chắc không biết con này. Rồi. Con này Husky. Đấy. Husky 125, con này thì giá cho anh em là 23.900.000. Xe đẹp từ đầu đến đuôi. Trắng như ngọc trinh. Đấy. Trắng tinh tươi. Rồi. Rồi. Đấy là Su En nha anh em. Su En con này hay cũ xíu. À, giá cũng mềm luôn ha. Cũ nhưng mà giá mềm. Giá cho anh em là 25.900.000. Su En. Về dọn sơ sơ lại chạy. Xe hay cũ. À, giá cũng mềm. Rồi, bên đây luôn mà. Tới con Honda này. Con Honda này giá cũng mềm, giá 18.900.000 thôi. Đấy. Rồi anh chị nào, các bạn nào mà có quan tâm mẫu xe nào mà quay chưa có được mà kỹ, anh chị mình xem chưa được rõ thì mình cứ chụp ngay cái màn hình lại ha, và kết bạn qua số điện thoại Zalo trên màn hình để được có video chi tiết cái xe đó cho anh chị mình xem cho nó rõ hơn nha. Rồi cứ kết bạn đi, mình quay cho từng con ốc coi luôn, xong rồi anh em ở xa đó thì cọc xe mình gửi tới nhà luôn ha. Đấy, cọc 1-2 triệu thôi mình gửi tới nhà. Rồi tới Sugar D 110, con này thì 23.900.000. Qua wow, cái máy còn sáng quá trời luôn nè. Con này ganti không nghe tiếng máy. Im. Máy rất là sáng. Dùng con này rất là ngon. Đấy. Đang máy đang chạy đó nè, ganti. Rất là im. 110 mà anh em, máy nhỏ mà. Nên nó thì thầm. Rồi. 23.900.000 nha anh em. Rồi, tới CB Vega 150. Con này thì con này hồ sơ có sẵn rồi nha anh em, mua về nhập rất là nhanh nha. Đấy, giá cho anh em là 35.900.000. Đời 2.9, đời 2019 lộn. Rồi, SB. Đấy. Con SB đời 2018, giá cho anh em là 32.900 ha. Xe đẹp từ đầu đuôi nha. Còn nguyên đồ hết. Zin thì ổn luôn, không mắc cái gì hết. Cặp kính zin còn luôn. Rồi, cái dòng FZ này thì anh em cũng biết rồi. Bên mình đang xả đồng giá là 30 triệu một xe. Đó, đủ màu hết ha. Màu trắng, màu xanh, xanh đậm, xanh lợt, rồi đen, xám có đủ hết nha. Đó, đồng 30 giá, triệu một xe. Đồng giá 30. Dạ. À, hiện tại thì ở đây còn 5 chiếc phải không? Dạ, đúng anh. Đó, có
các bạn anh chị mình có quan tâm thì cứ đến cửa hàng xem lựa xe nha. Hoặc mình muốn xem chi tiết thì cứ chụp màn hình lại và có video chi tiết cho anh chị mình xem xe nó rõ hơn. Khi nào ưng thì cứ cọc đi, mình gửi tới nhà luôn ha. Xong rồi thanh toán đủ. Rồi, bên đây. Rồi, Liman này bác, còn Ligan. Ligan 200. Đời 2019, giá con này là 36.900.000. Đấy, con này có độ xi sơ nha anh em. Đa độ cặp tay thắng tay côn. Đèn xi nhan rồi đèn chính là đèn led luôn ha. Đèn tổ ong. Đèn tổ ong. Rồi, con này. Đây. Con này Demonix ha. Cũng gọi là GBX đó anh em. Đó, 125. Đấy. Giá cho anh em là 20.900.000, đời 2019. Xe này đẹp. Sạch đẹp. Bu ít xe độ. Có chống đổ, có thùng. Đó. Đấy, có cặp tay thắng tay côn đồ chơi. Không, quên, này con này là số tự động nha. Số tự động. Động. Chạy đấy. Không cần bóp côn, chạy gan như là xe quay xe gút vậy. Đấy, con này là 4 số tới nha anh em. Rồi. Đấy. Rồi MX màu đỏ. Con này giá đâu nhỉ? Rồi MX màu đỏ. Đấy. Con này giá là 32 triệu cho anh em nha. Đấy, màu đỏ. Mà đếp bên mình cũng còn gần rất nhiều lên, còn 4 năm xe bằng nha anh em. Em tha hồ mà lựa. Con cam này luôn bảo. Con màu cam này thì 31 triệu. Tất cả đều là đời 2018 hết nha anh em. Rồi ha, các bạn nào có nhu cầu quan tâm cái mẫu xe nào thì cứ liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình hoặc đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha anh chị. Để mình xem xe cho nó kỹ hơn nè. Đó, có rất là nhiều xe luôn cho anh chị mình có thể lựa chọn nè. Ở đây thì để bên đây những dòng xe như là cổ điển thôi. Và bên cửa hàng thì có rất là nhiều dòng xe luôn đó. Anh chị nào có quan tâm mẫu xe nào thì cứ liên hệ hoặc đến địa chỉ mình xem xe và lựa xe nha. Nói chung thì mô tô thì đủ loại cho anh chị các bạn mình có thể lựa chọn luôn nè. Thì video em chỉ cập nhật tới đây ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Chào Bảo. Dạ, chào anh em nha.